Giá tiêu hôm nay 18 tháng 7 năm 2024 chịu áp lực giảm trở lại, giao dịch từ 147.000 đến 149.000 đồng trên kg. Giá tiêu hôm nay ngày 18 tháng 7 năm 2024 tại khu vực Đông Nam Bộ giảm 1.000 đồng trên kg ở một số địa phương, giao dịch quanh mốc 147.000 đến 149.000 đồng trên kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lắc là 149.000 đồng trên kg. Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắc được thu mua ở mức 149.000 đồng trên kg dư nguyên so với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư C Gia Lai đứng ở mức 147.000 đồng trên kg, giảm 1.000 đồng trên kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 149.000 đồng trên kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay giảm 1.000 đồng trên kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa Vũng Tàu hiện vẫn ở mức 148.000 đồng trên kg, tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ổn định vẫn giữ ở mức 148.000 đồng trên kg. Như vậy, Giá tiêu trong ngày hôm nay ghi nhận giảm mạnh 1.000 đồng trên kg, giao động ở vùng giá 147.000 đến 149.000 đồng trên kg. Giá tiêu đã chịu áp lực giảm trở lại, hiện nay thấp hơn từ 4.000 đến 8.000 đồng trên kg so với hồi đầu tháng 7. Thị trường chưa có động lực mới để thúc đẩy giá tiêu tăng lên. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IPC niêm yết giá tiêu đen Lampang, Indonesia, chốt tại 7.223 đô la Mỹ trên tấn, tăng 0,46%. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 7.125 đô la Mỹ trên tấn, giảm 0,34%. Giá tiêu đen Kuching, Malaysia ASTA mức 7.500 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu trắng Mun Tốc 9.196 đô la Mỹ trên tấn, tăng 0,46%. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 8.800 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu đen Việt Nam đồng loạt giữ giá ở mốc cao giao dịch ở 6.000 đô la Mỹ trên tấn với loại 500, loại 550 mức 6.600 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu trắng ở mức 8.800 đô la Mỹ trên tấn. IPC dư nguyên giá tiêu tại Indonesia, Brazil, Việt Nam. IPC điều chỉnh tăng nhẹ giá tiêu của Indonesia, giữ vững giá tiêu xuất khẩu của Brazil, Việt Nam và Malaysia. Trên thế giới, quy mô thị trường toàn cầu được định giá tiêu 5,43 tỷ đô la Mỹ, dự báo tăng trưởng trung bình hơn 20% trong giai đoạn 2024 đến 2032. Giá tiêu đã chịu áp lực giảm trở lại. Đợt điều chỉnh giảm này kéo dài từ cuối tuần trước khiến giá tiêu hiện nay thấp hơn từ 4.000 đến 8.000 đồng trên kg so với hồi đầu tháng 7. So với mức đỉnh của tháng 6 năm 2024, giá tiêu đã mất khoảng 32.000 đồng trên kg. Thị trường chưa có động lực mới để thúc đẩy giá tiêu tăng lên. Hiệp hội Hạt tiêu và Cây Gia vị Việt Nam, VPSA, thông tin, tháng 6 năm 2024 Việt Nam đã nhập khẩu 1.950 tấn hạt tiêu, gồm 1.134 tấn tiêu đen và 816 tấn tiêu trắng, với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 8,5 triệu đô la Mỹ. Trong tháng 6 năm 2024, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam đã vọt lên vị trí dẫn đầu trong top các nước xuất khẩu lớn trên thế giới, sau khi từng đứng ở vị trí cuối bảng. Về phía các doanh nghiệp trong nước, VPSA khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu cẩn trọng trong hoạt động thu mua và xuất khẩu để tránh gặp rủi ro, bởi giá tiêu đang khó dự báo, lên xuống liên tục. Tại Brazil, một trong những quốc gia xuất khẩu tiêu lớn, mùa vụ tiêu năm 2024 tại đây bị ảnh hưởng nặng nề do hạn hán kéo dài. Sản lượng hạt tiêu của Brazil dự kiến thấp nhất trong nhiều năm giảm 20 đến 40% so với năm trước. Nếu như dự báo của các chuyên gia về Brazil là chính xác, thị trường hạt tiêu chỉ có thể sôi động trở lại từ tháng 9 trở đi.